Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, như vậy là chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Séc, một quốc gia thành viên NATO vừa rồi, tuy báo chí trong nước không nhắc tới nhiều vấn đề hợp tác quốc phòng, nhưng báo chí Tây Âu lại đưa khá rõ vấn đề này. Trong đó, đề cập sâu sắc tới khả năng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang nghiên cứu một số trang thiết bị vũ khí có khả năng hợp tác với Cộng hòa Séc, một thành viên của NATO hiện tại, nhưng từng là quốc gia xã hội chủ nghĩa và có quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự lâu đời với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, chia sẻ với hãng tin Anh Reuters, nguồn tin cấp cao trong chính phủ Cộng hòa Séc cho biết Việt Nam đang đàm phán với quốc gia này về việc cung cấp hàng loạt các trang thiết bị quân sự bao gồm máy bay, radar, nâng cấp xe tăng, xe bọc thép cũng như cung cấp mới. Thông tin được đề cập trong bối cảnh đối tác chính của Hà Nội, Liên bang Nga đang hứng chịu lệnh cấm vận ngặt nghèo từ Mỹ và phương Tây, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc mua bán vũ khí, đặc biệt là phương thức chuyển tiền sau khi Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. An ninh là một trong những chủ đề hàng đầu được Thủ tướng Séc Petr Fiala trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Nguồn tin cho biết và lưu ý rằng các công ty an ninh quốc phòng chiếm số đông trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Fiala. Quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ được coi là có vị trí thuận lợi để đáp ứng một số nhu cầu an ninh ngày càng tăng của Việt Nam, khi mà các công ty quốc phòng của Séc có khả năng sản xuất một số sản phẩm quân sự vượt trội các trang bị của Nga và thường sản xuất các thiết bị mới tương thích với vũ khí cũ của Liên Xô, một kỹ năng đặc biệt được đánh giá cao ở Việt Nam khi vũ khí Nga chiếm 80% kho trang bị, Reuters bình luận. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong hai thập kỷ qua, Praha đã tự khẳng định rằng mình là nhà cung cấp vũ khí chính của Liên minh châu Âu cho Việt Nam. Hà Nội đã đặt hàng 12 máy bay huấn luyện kiêm tiêm kích hạng nhẹ L-39NG vào năm 2021 từ nhà sản xuất Aero Vodochody, Cộng hòa Séc và việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay. Một nguồn tin đã tham gia vào các cuộc họp cấp cao yêu cầu giấu tên vì đó là các cuộc đàm phán nội bộ đã cho biết đã có yêu cầu cung cấp thêm những chiếc máy bay đó. Hay có thể hiểu ý mà vị quan chức Séc nói với Reuters rằng xem ra Việt Nam đang muốn mua thêm L-39NG sau hợp đồng 12 chiếc. Vị quan chức này cũng nói rằng Séc có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ vũ khí và sản xuất tại Việt Nam nếu các thỏa thuận quan trọng được ký kết. Được biết, trong số 15 công ty thuộc phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Séc có 4 công ty an ninh quốc phòng bao gồm Tập đoàn Tiểu Khắc, Tập đoàn Conseil Z, Omnipol và Tập đoàn STV. Trong đó, Omnipol có một ít cổ phần trong Aero Vodochody và sở hữu Aircraft Industry, nhà sản xuất máy bay vận tải hạng nhẹ L410. Công ty này cũng đã có các thỏa thuận với Việt Nam, nguồn tin chia sẻ. Ngoài ra, các quan chức Omnipol cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Việt Nam về khả năng bán các loại radar lưỡng dụng lắp đặt tại các sân bay dân sự và quân sự. Tại Hà Nội, tập đoàn STV và tập đoàn Tiệp Khắc đã thảo luận về các hợp đồng khả thi để nâng cấp xe tăng, xe bọc thép do Liên Xô sản xuất bằng các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả thiết bị thông tin liên lạc. Các công ty có thể cung cấp phụ tùng thay thế và bảo trì, nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý rằng các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của công ty Excalibur, một đơn vị thành viên của tập đoàn Tiệp Khắc cho biết, các cuộc đàm phán về việc chuyển giao xe bọc thép mới, bệ phóng tên lửa và pháo binh tiến triển khá chậm. Nguồn tin cho hay, khả năng bán vũ khí cũng được thảo luận với Conseil Z, công ty cổ phần của Séc đang sở hữu Kohl Company, một công ty sản xuất súng trường lâu đời ở Mỹ, được mua lại vào tháng 2 năm 2021 với tổng trị giá 220 triệu đô, một bước tiến của Séc vào thị trường quân sự Mỹ. Trên đây là nội dung bài viết của hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin cấp cao trong phái đoàn của Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam. Việc giấu tên một phần là vì các cuộc đàm phán này mang tính chất nội bộ, do đó chúng tôi chỉ dám dùng từ tin đồn, chứ không dám khẳng định chính xác, trừ phi báo chí chính thống Việt Nam được phép đăng tải thông tin các cuộc hội đàm về an ninh quốc phòng với Séc. Dù vậy, cũng có cơ sở để tin rằng việc Séc tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam cũng là một điều dễ hiểu. Khi mà tại triển lãm Việt Nam Defend tổ chức hồi cuối tháng 12 năm 2022, Séc là một trong những đơn vị tổ chức trưng bày quy mô lớn tại triển lãm, nhất là việc họ là quốc gia duy nhất đưa máy bay tới Gia Lâm trưng bày. Đó là chiếc L-410NG, một mẫu máy bay vận tải chở khách hạng nhẹ, một phiên bản của thế kỷ 21, được sản xuất mới từ năm 2015 trên cơ sở máy bay vận tải L-410 Tupolev do công ty Les Kunivai sản xuất từ thời Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa. Điều đáng nói, hồi tháng 4 năm 2021 đã có thông tin về việc Việt Nam đã mua 4 chiếc L-410 UVP-E20 để phục vụ cho mục đích quân sự, thậm chí đã có thông tin về việc đào tạo thợ máy, phi công để tiếp nhận máy bay. Nhưng không hiểu sao, sau đó máy bay không về, còn không quân vận tải Việt Nam sau này đã chọn mẫu NC-22i của liên doanh Tây Ban Nha Indonesia nằm cùng phân khúc là máy bay vận tải hạng nhẹ, cất hạ cánh đường băng ngắn.
Dù vậy, xem ra Séc vẫn nuôi hy vọng với phiên bản mới nhất của dòng máy bay L410 với các cải tiến mới, trang bị động cơ do Mỹ sản xuất, cũng như thiết bị điện tử hàng không hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Thực ra, với 3 chiếc NC-22i, 3 chiếc Kc-295M, không quân vận tải Việt Nam vẫn còn nhiều lỗ hổng, do đó vẫn còn cơ hội lớn cho các nhà sản xuất máy bay như Séc cũng như các quốc gia khác. Chưa kể, các nước sẽ không phải cạnh tranh với Nga, nhất là đối với hạng mục máy bay vận tải hạng nhẹ hạng trung, khi hiện tại Moscow không có phương án nào khả thi. Dự án máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ IL-112V không có dấu hiệu tiến triển sau sự cố tai nạn nguyên mẫu RF-41400 vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, khiến phi công thử nghiệm anh hùng liên bang Nikolai Kuymov hy sinh. Chưa nói, xếp cùng hạng với dòng Kc-295M, nhưng trong khi mẫu máy bay vận tải của Tây Âu mà Việt Nam đang sử dụng có tải trọng tới 9,5 tấn, thì IL-112V chỉ là 5 tấn. Về phần L-39NG đã quá rõ ràng và chúng ta đang theo dõi sát sao tiến độ bàn giao 12 chiếc đầu tiên. Chúng tôi sẽ không đề cập thêm, chỉ lưu ý một điều, ngoài L-39NG, không biết là Séc họ có ngỏ ý với chiếc L-159 hay không. L-159 là phiên bản cải tiến sâu hơn trên cơ sở L-39 huyền thoại, vẫn là máy bay huấn luyện chiến đấu nhưng tăng cường sâu hơn ở khả năng đảm nhiệm vai trò của một tiêm kích hạng nhẹ, tốc độ cận âm. Loại này được trang bị động cơ turbofan F-124 do Mỹ sản xuất, trang bị hàng loạt các thiết bị điện tử hàng không theo tiêu chuẩn của NATO, nhất là việc nó sở hữu radar điều khiển hỏa lực Gripen do Italia sản xuất, qua đó cho phép triển khai nhiều loại vũ khí hàng không thông minh, bao gồm cả tên lửa không đối đất và bom dẫn đường. Bên cạnh vũ khí hàng không, một lĩnh vực nữa cũng được Séc nhiều lần chào hàng trong rất nhiều sự kiện triển lãm, đó là dàn súng trường, súng ngắn chất lượng phù hợp với lực lượng công an và quân đội. Thực tế, những năm qua cũng đã ghi nhận việc Bộ Công an Việt Nam nhập khẩu một số dòng súng ấm từ Séc, nổi bật là khẩu súng ngắn CZ-75P07 Ruti được Bộ Công an Việt Nam mua về năm 2015. CZ-75P07 Ruti được coi là một trong những khẩu súng ngắn tốt nhất hiện nay, là phiên bản cải tiến từ mẫu súng ngắn bán tự động CZ-75 ra đời năm 1975. Hiện nay, công ty Côn CZ giữ bản quyền thiết kế và sản xuất. Phiên bản của thế kỷ 21 ứng dụng hàng loạt công nghệ mới với việc sản xuất bằng hợp kim siêu bền kết hợp với polymer phân tử ở một số bộ phận, giảm trọng lượng súng và gia tăng độ bền. Súng có nhiều dây Picatinny để gắn phụ kiện như đèn pin, chốt an toàn thiết kế thuận tiện cho người thuận tay trái và tay phải. Rồi thì đội tuyển bắn súng quân dụng thuộc Bộ Quốc phòng đã nhập khẩu một số lượng nhỏ súng trường tiến công CZ-805 Brand A2 cùng súng tiểu liên Scorpion Evo 3. Trong đó, CZ-805 Brand A2 là phiên bản carbine pin với chiều dài nòng 277 ly được sửa đổi trên cơ sở khẩu CZ-805 Brand A1. Đây là một loại súng trường hiện đại của Séc được đánh giá cao trong khối quân sự NATO, đến cả các cường quốc quân sự như Pháp cũng đã nhập khẩu và sử dụng. Nó nổi tiếng với thiết kế kiểu module với từng khối bộ phận có thể tháo ráp để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, vật liệu cấu thành bằng hợp kim nhôm và nhựa tổng hợp khiến trọng lượng súng khá nhẹ. Súng có hộp tiếp đạn 30 viên làm bằng nhựa trong để xạ thủ xem chính xác còn bao nhiêu đạn khi tác chiến. Ngoài hộp đạn tiêu chuẩn còn có hộp đạn 20 viên hoặc 100 viên. Hệ thống ngắm cơ bản là điểm ruồi có thể gấp vào mở ra, cũng như các thanh dây Picatinny để gá các phụ kiện như laser điểm đỏ, ống ngắm quang học. Việc Việt Nam đã mua và sử dụng những thiết kế vũ khí cá nhân tốt nhất là cơ sở để Séc tiếp tục thúc đẩy và mong muốn chúng ta nhập khẩu thêm trang bị rộng rãi. Thậm chí, không loại trừ khả năng thứ mà họ nhắm đến là một cú chơi lớn chào hàng bán cả dây chuyền sản xuất súng trường CZ như cách mà Israel đã từng thành công. Có lẽ họ nắm được việc chúng ta khao khát lớn lao mục tiêu trọng điểm đối với công nghiệp quốc phòng nội địa. Đối với lĩnh vực radar, thực tế, trước khi Viettel cũng như Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân thành công với các dự án nội địa như VRS-2DM, VRS-CSX, RV-02, RV-3D đã và đang được đưa vào trang bị trong lực lượng phòng không cũng như Hải quân Việt Nam, Séc là một đối tác của lĩnh vực này trong nửa đầu thập niên 2010. Năm 2012, công ty Retia Cộng hòa Séc đã đạt được thỏa thuận cung cấp công nghệ, hỗ trợ chuyên gia để Việt Nam hoàn thành việc nâng cấp hệ thống radar cảnh giới thử Liên Xô P-18M. Mẫu radar sau hiện đại hóa có khả năng theo dõi tự động 200 mục tiêu trên giây, áp dụng các công nghệ kỹ thuật số, tăng khả năng kháng nhiễu, tích hợp hệ thống nhận diện địch ta. Đặc biệt, sau cải tiến, P-18M ngoài chức năng giám sát không phận cũng cung cấp thông tin chính xác cho hệ thống phòng không F-125-2TM đảm bảo tiêu diệt mục tiêu. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng P-18M sau nâng cấp có bổ sung cả tính năng bắt bám mục tiêu tàng hình, khi mà Séc cũng là một trong những nơi khai sinh ra hệ thống radar bắt máy bay tàng hình và Việt Nam đã trở thành khách hàng của các hệ thống hiện đại này. Đó là hệ thống trinh sát thụ động VRAE do công ty ERA phát triển trên cơ sở các kinh nghiệm từ việc nghiên cứu đài radar thụ động dưới thời tiệm khắc xã hội chủ nghĩa. Hồi cuối năm ngoái, tại triển lãm Việt Nam Defense, Viettel đã chính thức ra mắt
tổ hợp trinh sát thụ động bắt máy bay tàng hình Berlin có ngoại hình tương đối giống với tổ hợp Vera của Séc. Không loại trừ khả năng đã có những sự hợp tác của hai bên trong việc tạo ra một hệ thống trinh sát thụ động bắt máy bay tàng hình cho quân đội nhân dân Việt Nam. Có thể nói một cách ngắn gọn, Séc cũng góp công lao trong việc giúp công nghiệp quốc phòng Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ radar trong nước. Đó là cơ sở để họ tiếp tục chào hàng các công nghệ radar mới của mình dùng cho cả dân sự và quân sự, cũng như việc sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất. Ngoài Vera, hiện nay Séc còn nổi tiếng với một số công nghệ mới như hệ thống thám sát tầm xa bị động PRESS. Đây là một hệ thống dò tìm hướng vượt đường chân trời, có thể phát hiện, định vị, theo dõi tất cả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển, tập trung vào nhóm phương tiện di chuyển chậm hoặc đứng yên. Nó sử dụng công nghệ phát hiện thụ động độc đáo, hệ thống tìm hướng PRESS cung cấp chế độ hoạt động bí mật, lý tưởng cho việc giám sát hàng hải và xuyên biên giới trong thời gian dài với cự ly giám sát lên tới 700 cây, bao quát góc 360 độ, có thể phối hợp chia sẻ với hệ thống trinh sát Vera. Sau cùng, đó là về mảng xe tăng và pháo binh, như đã từng chia sẻ ở các bản tin trước về chương trình hiện đại hóa T-54B. Hóa ra, Séc là bên cung cấp một phần trong tổ hợp thiết bị liên lạc mới của xe tăng T-54B cải tiến, đó là máy thu phát RF-2050 với nhiều chức năng tiên tiến. Có khả năng, Séc đang hướng tới việc cung cấp thêm thiết bị này khi nghe phong thanh giai đoạn 2 của dự án cải tiến xe tăng T-54B. Mặc dù không còn sử dụng xe tăng T-54, nhưng Séc có khá nhiều kinh nghiệm với dòng xe tăng này khi mà dưới thời Tiệp Khắc, họ đã được Liên Xô chuyển giao công nghệ và bản quyền để sản xuất 2.700 chiếc T-54 từ năm 1957 đến năm 1966 và 8.300 chiếc T-55 cho tới năm 1983. Cho nên, về lý thuyết mà nói, họ có nguồn tài liệu và hiểu rõ về xe tăng T-54 để có thể sản xuất thiết bị mới, phục vụ nâng cấp. Một khía cạnh thứ hai mà Séc đang hướng tới đó là nâng cấp xe bọc thép cũ và cung cấp xe bọc thép thế hệ mới cho Việt Nam. Về nâng cấp xe bọc thép cũ, có thể thứ mà họ và ta hướng đến đó là việc cải tiến các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũng như xe bọc thép BTR-60PB thời Liên Xô. Séc cũng có rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí là bên sản xuất BMP-1 với tên gọi là BVP-1 thời Liên Xô. Sau này, họ đã có gói nâng cấp dành cho xe BMP-1 nội địa, ví dụ như việc thay thế tháp pháo cũ với pháo 73 ly bằng hỏa lực pháo 30 ly của Tây Âu. Đặc biệt là gói nâng cấp BVP Saka của hãng Excalibur có thể áp dụng cho BMP-1 và BMP-2. Gói nâng cấp này gần như lột xác chiếc BMP trở thành xe chiến đấu bộ binh hiện đại của thế kỷ 21 khi mà người ta thay tháp pháo cũ bằng tháp pháo tự động Tura 30 với khẩu pháo 30 ly cùng tên lửa chống tăng Konku bán tự động. Trong xe được bố trí lại khí tài, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với hệ thống quản lý tác chiến BMS. Giáp xe được cải tiến, nâng cấp độ bảo vệ kháng mìn cũng như súng phóng lựu chống tăng RPG. Về mua sắm xe bọc thép, thực sự thì Séc thời Liên Xô là sản xuất theo công nghệ chuyển giao và cho tới hiện tại thì họ vẫn chỉ có khả năng như vậy. Trước mắt, họ đã và đang sản xuất dòng xe bọc thép chở quân đa năng Pandu 2 theo công nghệ của Áo. Vì là sản xuất theo giấy phép nên tiềm năng xuất khẩu với các quốc gia như Việt Nam nảy sinh cũng khá nhiều vấn đề khi mà phải xin phép đối tác, nhất là toàn các thành viên của khối quân sự NATO. Dĩ nhiên, đồ của Séc cũng là đồ NATO khi họ là thành viên của NATO từ năm 1999 và về lý mà nói, nếu Mỹ gây sức ép thì việc họ đình chỉ là hoàn toàn có khả năng tới tỷ lệ 99%. Dù vậy, những năm qua, ta đã và đang nhập khẩu công nghệ của Séc một cách dễ dàng, do đó, về cơ bản có lẽ không có vấn đề gì vào lúc này. Nhưng rõ ràng, ví dụ là công nghệ hoàn toàn thiết kế từ Séc vẫn cho người ta một sự yên tâm hơn là phải bắt cầu. Thế nên, chúng tôi không đánh giá cao mà nhập khẩu xe bọc thép. Hơn nữa, số lượng xe bọc thép của ta rất lớn, nếu trong khả năng cho phép, trước mặt là nâng cấp, vẫn ổn hơn, ít nhất là về tài chính. Thay vào đó, chúng tôi cảm thấy triển vọng hơn là mối quan tâm về pháo binh. Séc hiện có một số sản phẩm độc lập, gần đây đã được đưa vào thực chiến ở Ukraine, pháo tự hành bánh lốp Dana 152 ly. Khẩu pháo được sản xuất dưới thời Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa và hiện bản quyền thiết kế và sản xuất thuộc về Cộng hòa Séc. Xét về mối quan tâm gần đây của Việt Nam với pháo tự hành K9 của Hàn Quốc, không loại trừ việc chúng ta đang tham khảo nhiều bên, trong đó có cả Dana 152 ly. Chưa kể, Dana vẫn sử dụng chuẩn đạn pháo Liên Xô 152 ly, do đó tận dụng được kho đạn dự trữ cũng như công nghệ sản xuất đạn pháo hiện nay của Việt Nam theo chuẩn cỡ 152 ly. So với xe bánh xích, Dana có ưu điểm là chế tạo dễ dàng, dễ bảo trì, tính cơ động cao, áp suất lốp có thể điều chỉnh để cơ động trên nhiều loại địa hình, có trợ lực lái 4 bánh trước. Thiết kế của Dana cũng khá độc đáo với phần tháp pháo nằm ở giữa khung gầm Tacha 815-8x8 bánh. Nó chứa tới 60 viên đạn cùng khẩu đại bác 152 ly, có tầm bắn 18-20 cây tùy loại đạn, tốc độ bắn tới 4 phát một phút với cơ chế nạp đạn bán tự động. Ngoài Dana, hồi năm 2021, công ty Excalibur đã đưa ra thị trường một phiên bản hiện đại hơn gọi là pháo tự hành Dita, tiếp tục sử dụng khung gầm xe tải hạng nặng 8x8 bánh Tacha nhưng trang bị vũ khí mới.
Đó là hệ thống pháo chuẩn NATO 155mm L45 có tầm bắn lên tới 39 cây với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất 6 phát trên phút với hệ thống nạp đạn tự động. Điều quan trọng, nó được tích hợp các hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại hơn so với Dana cho tốc độ phản ứng nhanh, chính xác hơn. Nói chung, ngoại trừ 12 chiếc L39NG đang thực hiện, mọi thứ vẫn ở dạng triển vọng, đang tiếp tục đàm phán và không có nghĩa là tất cả sẽ được gật đầu. Nhưng có một điều vui là chúng ta đã và đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm các phương án mới trong việc hiện đại hóa lục quân và không quân từ các nguồn vũ khí ngoài Nga. Như vậy, có lẽ sớm thôi sẽ có thêm các kết quả đáng khích lệ.